Có hùng giao chưa? Tiếp gì? Dạ hùng thì có rồi mà. Ủa kỳ vậy? Ủa hùng là giao tiếp á hả bạn? À, có gọi là giao lưu á hả? Dạ giao lưu hùng hùng xã giao hả bạn? Xã giao. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ em chào hai anh chị MC và chào các anh chị ở bên dưới. Dạ em tên là Minh Tu, 24 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại trung tâm Anh ngữ. Quê mình ở đâu Tú? Dạ quê thì ở Quảng Bình nhưng mà em sinh ra ở Biên Hòa, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào em Quyền Linh và chị Cát Tường và 500 chị em khán giả. Em tên là Phạm Thành Bắc, hiện tại em làm trưởng phòng thiết kế công ty Game Mobit ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em thì ở Bắc Ninh ạ. Muốn vợ lắm chưa? Háo hức lắm rồi. Háo hức lắm rồi hả? Rạo rực lắm rồi. Rạo rực cỡ nào rồi? Dạ đến đỉnh điểm rồi. Đang muốn vợ lắm rồi. Dạ đỉnh điểm muốn vợ rồi đó. Mình đã trải qua mấy cái cuộc tình rồi. Dạ hiện tại thì mới tình chính thức thì chưa có, còn chưa chính thức thì dạng như là đi đi đâu? Giao tiếp với lại mấy bạn nữ thôi à. Chưa có chính thức, tức là chưa có yêu đó hả? Dạ vâng ạ. Có hùng giao chưa? Tiếp gì? Dạ hùng thì có rồi mà. Ủa kỳ vậy? Ủa hùng là giao tiếp á hả bạn? Có gọi là giao lưu á hả? Dạ giao lưu hùng hùng xã giao hả bạn? Xã giao. Dạ nói chung là mối tình của em thì chỉ có thời học trò thôi ạ. Dạ từ năm em học lớp 5 thì cũng có. Lớp 5 yêu gì? Dạ thì bạn nữ nói thích em thì em cũng nói thích lại, xong rồi hai đứa mỗi sáng đạp xe với nhau đi học thì thôi. Trời ơi. Rồi lên năm lớp 5 mình quen yêu rồi mình có hôn xã giao luôn. Dạ có bạn nữ hôn em thôi. Trời ơi. Quỷ. Rồi thôi như không có mối tình nào đi. Dạ. Cái chuyện nó nhỏ lắm. Ủa mà nãy nói nhiêu năm nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 87, 29 tuổi rưỡi à. 29 tuổi rưỡi mà chưa có mối tình nào chính thức đàng hoàng hết hả? Dạ hiện tại thì chưa có ạ. Ủa là mình có bị gì không? Em chuẩn men chưa? Hả? Em chuẩn men chứ không có bị nửa vời. Dạ tại sao người ta 20, 21, 22 người ta có tình yêu rồi. Ừ. Mình tới 29 gần 30 mình chưa có tình yêu, mình phải xem lại xem một là mình khó quá. Dạ hai là mình có vấn đề gì đó. Ừ. Ở một thế hệ nào đó. Ba là hình như là mình có một cái tật gì đó mà ta không thích. Mình có tìm ra nguyên nhân không? Lâu lâu em ngồi suy ngẫm. Ừ. Ngẫm sao? Nói tôi nghe. Ngẫm ra được có cái thể là do em ngại mở lời. Ngại dạ, mở lời. Dạ ngại cưa cẩm. Với lại cô của em thì nó có cái là khan hiếm nữ giới. Nhưng mà không lẽ trên con đường đi về trong lúc giao tiếp bạn bè cũng phải có nữ, những nhiều cô xinh đẹp chứ. Dạ. Ví dụ trong hội trường này cũng nhiều cô xinh đẹp lắm chứ bộ. Có thú thích không? Thích được cái đẹp không? Dạ tất nhiên ai cũng yêu cái đẹp ạ. Có khi nào chọc gái không? Chọc gái thì em chọc có văn hóa thôi chứ không có chọc người bà. Ai nói bạn chọc không có văn hóa đâu. Nhưng mà có chọc hay không để biết gì mình có là yêu phái nữ không á? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Còn mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình rồi. Quen từ hồi thi tốt nghiệp xong. Ừ. Học đến năm cuối đại học. Trời vậy cũng lâu, 4 năm trời. Dạ. Tại sao chia tay? Chắc do em ra trường sao em làm nhiều quá, không chia sẻ với bạn nam nên. Vậy là lỗi do mình. Dạ. Quen mình phải dành thời gian cho nhau chứ đúng không? Dạ. Mình đã thật sự muốn tìm người để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ. Nếu được thì chắc khoảng 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa được em không? Em phải chờ. Dạ được. Cưới thì có thể một ngày là cưới xong, mà ở với nhau thì cả đời, cho nên là mình cũng phải tìm hiểu. Ừ. Rồi, bây giờ mình muốn tìm hiểu một cô gái như thế nào? Em không tìm một phụ nữ toàn diện mà em tìm một bạn vô duyên, vô tư và duyên dáng nè. Tóc dài hơn em. Cũng hài hước đấy chứ. Mình muốn tìm mẫu người bạn trai lý tưởng mình là người như thế nào? Dạ bạn trai không có nhậu nhẹt nhiều, không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có nhậu nhẹt hút thuốc có gia trưởng không em? Dạ tại em phải đi tiếp khách thôi à. Thì cái đó thì lâu lâu thôi à. Còn gia trưởng thì không, tại vì em sống tự lập không à. Không có ai đâu có làm gì được đâu gia trưởng. Biết đâu sống có người khác thì gia trưởng sao? Dạ không đâu anh. Có cái điều gì mình tối kỵ mình không thích ở người bạn trai không? À bị hói. Tại sao mà đều có tối kỵ? Hối bình thường mà làm gì tối kỵ? Hối có làm ta nghèo, hối có làm gì không mà tối kỵ? Bị hối nguyên đầu thì được anh, mà hối lỉnh chỉnh thì không có đẹp. Nếu mà muốn hối nguyên đầu thì cạo lóc luôn có gì đâu. Dạ, mình cạo mọc được. Tóc được mà chị. Mọc không nổi đâu.
Thế nãy giờ bạn tưởng tượng là người bạn gái bên này như thế nào? Cái giọng nói của bạn ấy thì nghe em dịu, đúng tần số của em thích. Có đoán ra được ngoại hình không? Có thể là nhỏ nhắn, tầm 1m57. Nói chung là em suy nghĩ bạn ấy rất là nữ tính. Qua anh coi đàn gái như thế nào nha. À, xin chào. Cho em nhìn ké nha. Không có được. Từ từ. Thương. Cảm ơn anh. Em có thích là người đàn ông có thể lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ không? Dạ có, nhưng mà vừa phải thôi. Gặp ai cũng ga lăng thì phải xem lại. Hồi lúc chưa có người yêu thì gặp ai ga lăng đúng rồi. Dạ. Nhưng có người yêu thì ga lăng với người yêu thôi. Dạ đúng rồi. Được không? Dạ được. À, bên đàn trai là phù hợp. Phù hợp lắm đấy. Đàn trai cũng may mắn được gặp đàn gái đấy. Cảm ơn. Chúc may mắn nha. Dạ. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Dạ ăn thua là rồi. Ý kiến người thân của mình như thế nào? Hôm nay mình có đi với ai không bạn? Dạ em có đi với chị gái và bạn thân. Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi, chào anh Nguyên Linh. Sao thấy em rể tương lai mình được không? Dạ thấy bạn trai bên đây thì lanh quá, còn em gái của em thì rất là hiền, hậu đậu nữa, thì không biết là có phù hợp với cái bạn trai bên đây không. Có thành thì mong là bạn trai sẽ quan tâm thương yêu em gái của mình nhiều hơn. Tại vì từ nhỏ nó đã mất tình thương rất là nhiều. Ba mẹ thì mất hết rồi ạ. À, chị buồn điều đó nha. Tôi nghe nói là chị là người đăng ký cho em gái mình tham gia chương trình này đúng không? Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Chắc là chị gửi gắm vào đây rất là nhiều điều. Mình muốn nghe bạn trai nói một câu gì đó với người chị của bạn gái. Em nghĩ là em sẽ mang đến cho bạn ấy một cái tình cảm chân thành. Dạ. Hy vọng những lời nói của em sẽ thành sự thật. Dạ. Để cho hai trẻ gặp nhau xem thế nào nha. Kéo màn lên. Chào bạn. Mình tặng bạn món quà nói chung là quý giá nhất đời mình. Thì, cảm ơn anh. Mong là sẽ được gặp nó nhiều lần hơn nữa và dài dài nhé. Dạ. Cái gì bạn? Mà quý giá nhất đời. Bạn có thể mở ra. Quan trọng là mở thôi, có gì quý giá. Có thể mở à? Tôi cũng tò mò lắm á. Đúng rồi đó. Quý giá nhất đời luôn. Gì mà quý giá cả cuộc đời mình? Là gì? Con cừu à? Con cừu là sao quý giá cả cuộc đời? Chị chưa hiểu, em giải thích chị với, em hiểu không? Dạ không, em cũng không hiểu. Ủa, em... anh giải thích giúp em với. Giải thích đi. Mỗi ngày em ngắm nó em sẽ liên tưởng đến anh. Ủa là sao? Biệt danh của anh là cừu à? À. À. Anh cừu. Biệt danh của em ở nhà là cừu. Nhưng cũng liên quan gì quý giá cuộc đời. Tưởng đâu ông thằng tặng cái thẻ ATM. Thẻ ATM thì tất nhiên sau này sẽ có à. Cảm ơn anh. Rồi, cảm nhận đầu tiên thế nào? Thì anh thấy em dễ thương. Cảm ơn anh. À, em có nét rất là giống chị. Nhìn hai chị em rất là giống nhau. Trời ơi. Em rất giống ba và cũng giống mẹ. À, thì qua những cái thông tin nãy anh nghe thì anh nghĩ là mẹ anh sẽ thích em. Nên là hy vọng là em chấp nhận anh. Dạ. Yeah. Làm gì hy vọng, chưa nói gì hy vọng. Phải thuyết phục làm sao cho bạn nữ an tâm để chứng minh mình là một người đàn ông có thể lo cho người phụ nữ được. Bắt đầu. Nếu mà hai chúng ta hẹn hò thì anh sẽ cố gắng phấn đấu cho vì anh em và hai chúng mình. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chờ quên. Ngàn hoa trên cao, ngàn hoa lá lâm lanh nắng, nụ hôn thấy ngay cho anh rồi. Dạ. Nữ hát hay đấy. Do là bạn nam bắt tông cao thôi. Bạn nữ là hát được đấy. Thôi cái chuyện này mình tập sau đi. Bây giờ nếu lấy nhau về thì tiền bạc, kinh tế, quản lý như thế nào? Dạ thì như là vợ sẽ giữ ạ. Trong mỗi lần em chi tiêu thì em sẽ xin bạn ấy. Xin hả? Vợ với xin bạn. Thương quá. Xin bạn vợ. Xin bạn, bạn của vợ hả? Bạn gái muốn có một cái buổi gặp mặt đầu tiên sau ngày hôm nay rất là lãng mạn. Bạn cho tổ chức như thế nào? Tối nay thì em nghĩ là gió mát chân thanh, cho nên là hai đứa mình có thể đi ăn uống, cà phê, xong mình đi xem phim, xong anh chở em đi dạo công viên. Chưa lãng mạn, cái gì lãng mạn hơn ấy?
Em sẽ nấu một cái vài món ăn nhẹ, xong mời cô ấy đến ăn, đốt vài cái nến, rồi nói chuyện với nhau. Cũng chưa đặc biệt. Ấn tượng ví dụ bữa đó em nấu một món đặc biệt thôi, lẩu mắm xong đốt đèn cầy, ăn mắm xong cầu hôn, ví dụ vậy. Ấn tượng. Bây giờ nè, em cho em suy nghĩ 30 giây, em nói một câu nào đó thật là lãng mạn, coi như là cầu hôn của bạn ấy. Nào, từ từ đứng lên đi bạn. Cơ hội dành cho bạn đấy. Đến gần. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Phanh tay làm chi? Nào, hãy nhìn thẳng vào mắt bạn gái ấy để suy nghĩ mình sẽ nói gì. Nhìn thẳng mắt nha. Anh thấy rất là thích em. Em có chấp nhận tình cảm của anh không? Không có hỏi câu đó. Làm lại. Làm gì nào được thì thôi. Anh nhìn thấy em, mắt em rất là đẹp trong. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt này hoài. Vậy nên là mong em bấm nút ha. Câu tới hoài là vỗ tay, tính vỗ tay rồi. Thế tao bấm nút nghe vô, tức quá. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút rồi nha. Suy nghĩ thật kỹ đó. Nha, đây này. Đó, tất cả mọi ý kiến từ nãy giờ đều là tham khảo thôi. Còn mình mới là người quyết định chính. Phải đưa ra chứng kiến của mình, chính lời lẽ trái tim của các bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đúng rồi. Tay đi các bạn. Rồi, tay bạn ấm hơn tay em. Đúng rồi. Hay. Một chàng trai chưa có mối tình nào hết. Và trong ngày trọng đại này, chàng trai thật tình đấy. Nhưng mà cũng phải sâu lắng hơn chút xíu. Có đôi khi người ta giỡn chơi đùa vui, nhưng mà lúc nào quan trọng hãy cần chứng minh tình yêu của mình. Ha, tôi tin rằng bạn làm được điều đó. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Vừa xem phim chúng ta vừa có thể mua sắm thoải mái với thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản 1.000.000 đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Rồi, gửi tặng hai bạn. Dạ, điểm mạnh em biết nấu ăn. Em cũng thích nấu ăn. Nhiều khi hay quên đồ. Em đang gia đình như là anh Quỳnh Linh. Giống chị Cẩm Ly. Còn mong hạnh phúc sẽ mau đến với các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Sơ yếu lý lịch trích ngang, bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nữ. Em tên Nguyễn Hoàng Thăng, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang là nhân viên lập trình tại Tân Bình. Bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi, rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em tên là Cao Thị Mỹ Tâm ạ. Năm nay em 26 tuổi, em đến từ Gia Lai. Và hiện tại em đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm cho tổng đài chăm sóc khách hàng nước ngoài của Vinaphone ạ. Wow. Dạ. Những cô gái làm tổng đài giọng rất là dịu dàng. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, tính cách của em á, thì được bạn bè nhận xét là tự tính 100% hay gọi là hơi bánh bèo một chút. Và em cũng thích nấu ăn và cũng hay thích đi chơi với bạn bè, du lịch. Rồi, còn những cái điểm chưa mạnh của mình? Nhiều khi là em còn hơi bướng bỉnh chút. Có nghĩa là hay nghe theo ý của mình chứ ít chịu nghe lời người khác. Và đôi khi là em cũng hơi khó tính, hơi kén ăn chút. Kén ăn hả? Cái đó không vấn đề gì. Bạn trai, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh em là em biết nấu ăn. Khuyết điểm em thì em nhiều khi hay quên đồ. Dù nhờ em mà không nhắc em quên. Mình tình trường thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng nghỉ quen lâu. Nghỉ bao lâu rồi? Khoảng hơn năm. Tại sao nghỉ? Thấy không hợp,
không hợp, tính cách không hợp. Bạn nữ thì sao, mình coi nhiêu mối tình rồi? Ờ, thật ra thì em chưa có mối tình nào chính thức cả. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Wow, tại sao mình kén quá hay là mình có vấn đề gì mình còn nói khó tính hay về sao? Lý thì có lẽ là tại môi trường chị. Thời đi học cấp 3 thì em chỉ có lo học thôi, rồi đến khi đi học đại học thì trong lớp lại toàn là nữ nhiều. Rồi đến khi đi làm thì môi trường tổng đài chị cũng biết là nữ nhiều hơn nam, cho nên nói chung cũng chưa gặp được ai hợp duyên á. Cũng không ai để ý mà không có tình đơn phương luôn, không ai thích mình, mình không thích ai luôn. Cũng có người để ý nhưng mà người ta nói là duyên chưa đến, hay là người tốt chưa đến, người đến chưa tốt vậy đó. Cho nên chưa thành duyên với ai được ạ. Vậy là buồn không? À, mẹ em cũng nói nhiều lắm. Giờ mình quyết chí tìm bạn trai nên tiến tới hôn nhân chưa? Nếu mà được thì em nghĩ là khoảng tầm 2018 em muốn cưới. 2018, khoảng 1.5-2 năm nữa. À, mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình muốn tìm là như thế nào? Em thích anh ấy là không cần phải quá đẹp trai, nhưng mà nhìn hiền, ưa nhìn. Và anh ấy cao hơn em thì tốt ạ. Thì em thích nhỏ con. Và anh ấy có công việc ổn định. Em thích con trai chững chạc. Mình có cái chuẩn mẫu người như thế nào không? Hình mẫu lý tưởng thì có thể là người đàn ông đảm đang gia đình như là anh Quỳnh Linh. Rồi. Bây giờ bạn gái đưa ra cái tiêu chuẩn gì mình đáp ứng được hết không? Dạ cũng hầu hết. Hầu hết có cái gì không được không? À, đẹp trai không đẹp lắm được. Không cần đẹp trai lắm hả? Chỉ nhìn thôi. Vậy đáp ứng vậy cũng hay 80-90%. Người lý tưởng trong mơ của bạn là như thế nào? Em thì thích người phụ nữ biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ. Cái này thì biết lo cho gia đình, chứ đừng có lười biếng quá. Phụ nữ ít ai lười biếng lắm bạn ơi. Cũng có, cũng chăm sóc bản thân mình chứ không biết quan tâm người khác. À dạ. Có nhiều người phụ nữ em thấy vậy. Gặp rồi đó hả? Dạ. Ngoài hình thì dễ nhìn, dễ thương, giống như ai? Giống chị Cẩm Ly. Vậy là bạn muốn thích người phụ nữ truyền thống đúng không? Dạ, hiền dạ. Hiền lành truyền thống là bên này bao luôn. Hả? Bây giờ nếu như mà mở màn lên nè, mà ưng bụng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì theo bạn bên đấy, bạn nữ nói thì 28. Dạ thì em cũng nghĩ vậy. Dạ. Thế mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Thì chuẩn bị tiền đó chị. Có tiền là cưới rồi. Có tiền rồi. Dạ. Đẹp trai, mặt dạ. mày cao ráo, dễ nhìn, không có lúng đồng tiền nữa. Dạ. Quá dữ luôn. Có tiền là được rồi. Có đồng tiền thôi, chưa chắc có tiền rất là nha. Dễ thương. À. Ồ, xin chào cô gái, xinh xắn dễ thương. Ờ, sao mà 2018 thì nó hơi lâu chút nha. Thực ra là em tuổi ngựa, mẹ em nói con gái tuổi ngựa là nên kết hôn trễ một chút, không nên kết hôn sớm. Em tin vào phong thủy hả? Em hơi có tin một chút. Tin chút. Tin vào duyên số nữa. Dạ. Duyên số nữa. Chị có coi tuổi bạn trai luôn không? Tuổi ngựa thì em nghe nói là hợp với 82 với 86 hay là 85. 82, 86, 85 đúng không bạn trai? À, không, em 89. 89 tuổi con gì? Dạ tuổi con rắn anh, kỷ tỵ. Vậy là cũng không hợp, không kỵ, không sao ạ. Em không thích điều gì ở bạn nam? Anh ấy nói chung chỉnh chu một chút là được rồi. Dạ. Và có thể là phải có trách nhiệm và biết giữ lời hứa. Giữ lời hứa? Dạ. Đó mới quan trọng đúng không? Đúng rồi. Đừng mổ ra ông gia đình ha. Dễ thôi, vừa qua anh kỹ cho. Chăm sóc vợ con ha. Dạ. Rồi giặt quần áo cho con cái, rồi lâu lâu rửa chén, rồi này thấy. Có, em có giặt cho cháu em. Vậy là được rồi, nữa giặt quần áo cho con, cho vợ cũng được đúng không? Có sao đâu đúng không? Đúng rồi. Rồi, nhà gái mình hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có các bạn của em ạ. À. Chào chị Cát Tường, anh Nguyền Linh và quý vị khán giả. Các bạn. Anh cứ ngồi đi không? Em tên Trang, em là bạn thân từ nhỏ của Mỹ Tâm. Rồi. Nhà dưới quê là cũng cạnh nhau luôn. À. Có thể nói Mỹ Tâm là một người rất là khéo tay và có nhiều tài lẻ, biết đan móc, đan len, thậm chí có thể tự đan mũ, đan áo và may quần áo cho mình. Wow. Tâm nấu ăn ngon nữa. Với lại nếu như bạn thích một người phụ nữ truyền thống là Tâm đáp ứng tiêu chuẩn. Còn Tâm ơi, bạn trai bên đây mình thấy là bạn ấy làm lập trình thiên về IT thì có vẻ là sẽ phù hợp đối với Tâm đó. Với lại bạn cũng dễ thương, nhìn bạn cũng chững chạc. Nên là hy vọng hai bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội thì có thể đến được với nhau. Quan trọng là có tiền đãi đám cưới rồi đó. Đúng rồi chị. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai đi với ai? Em đi với chị gái với các bạn đồng nghiệp. Chị ruột luôn hả? Với ông chị họ. À, chị họ. Dạ, với rồi, các bạn chị. Đồng nghiệp. Xin chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Vâng. Chào quý vị khán giả. Bạn gái bên đây thì khá là xinh xắn, dễ thương. Theo em nhìn thì rất là xứng đôi. Cảm ơn chị. Cơ bản là nhìn xứng đôi là được rồi.
Đó cũng chỉ là những ý kiến tham khảo của bạn bè, của người thân mình thôi. Và quan trọng nhất vẫn là cái cảm xúc của mình và cái quyết định của mình. Và bây giờ thì cho hai bạn gặp nhau đi ạ. Kéo màn. Vài phút ngắn ngủi chúng ta hãy tranh thủ thời gian. Nguyễn Dương. Cảm nhận của em về anh như thế nào? Nãy giờ em cũng không tưởng tượng, cho nên em gặp thế này thì em thấy anh cũng có nét chững chạc, mà áo sơ mi đúng kiểu em cũng khá thích. Vậy mà áo thun không chững chạc hả? Ấm giá vậy là tiêu rồi, không có nài thôi đó, bữa không có đâu, tào lón không. Anh này thấy em dễ thương. Dạ. Em thường thích đi đâu chơi? Em là tính cách khá là ham vui, cho nên em rất thích đi chơi với bạn bè, đi du lịch, đi tham gia hội tình nguyện, thiện nguyện á. Anh có thích đi như vậy không? Anh cũng thích đi du lịch, chưa có cơ hội đi nhiều. Anh có thích coi phim ma không? Không, anh thì phim thích coi phim ma luôn, hành động ma đua. Thật ra em là kiểu nữ tính nhưng mà em lại thích coi phim ma, phim kinh dị. Anh không có sợ ma. Anh coi không có sợ. Em cũng không có sợ. Giờ cái giọng cô này rất là hay. Đâu giờ kể một câu chuyện gì đó hay là một bài thơ gì đó đọc nó truyền cảm cho bạn. Nó kể chuyện ma nha. Bạn trai nghe. Tôi sợ ma đó. Dạ không ạ. Thật ra em hồi xưa đến giờ thì em cũng không có viết thơ, nhưng mà mới thời gian gần đây em mới có tự nhiên nổi hứng lên sáng tác một bài thơ. Thơ tự sáng tác luôn hả em? Dạ. Thế nên em sẽ đọc cho mọi người nghe bài này. Bài này em đặt tên là Lạnh da mùa. Sài Gòn lạnh thật rồi ai ơi. Sáng thức dậy mặt trời đi ngủ mất, gió nghịch tóc làm em run bần bật. Giá có tay người em nắm sẽ không sao, đã ai bảo là mùa đông đến mau. Vô tình cho giấc ngủ em thêm mộng, để em thỏa thích choàng khăn len mũ ấm, tìm người thương cho bớt lạnh lúc giao mùa. Rất hay và rất truyền cảm. Bạn trai cảm nhận gì về bài thơ vừa rồi và giọng đọc vừa rồi? Dạ, bài thơ rất hay, giọng đọc rất là truyền cảm. Đi sâu vào tim. Cả hát gì lại, đáp ứng lại đi. Em hát dở. Em có thích hát không? Em rất hay đi hát karaoke với bạn bè. Em được phong là thánh cầm mic luôn. Cái mic vàng. Không hát không hay nhưng mà được cái hay giật mic và hay giật remote để bấm bài. Đâu giờ em anh hát bài gì anh hát đi, rồi có gì em nhảy vô em giật luôn thử coi được không? Đêm đăng tình yêu. Dạ. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Giật mít đi em. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi, nụ cười vai, ánh mắt đam mê, trái tim đôi không giật. Quên lại. Giật mít lại em, giật mít lại. Không, cái này để hôn thuộc thiệt rồi. Em biết nhạc chứ mà lại hôn thuộc lời. Bây giờ mình văn nghệ rồi ha. Dạ. Bây giờ mình cảm xúc một chút xíu. Bạn trai nói trước đi. Dạ thì nhìn bạn nữ cũng khá dễ thương, vậy em cũng thích vậy. Dạ. Người ta nói là hôn nhân là cưới một người vợ đảm đang và lấy một người đàn ông có trách nhiệm. Em hy vọng là chúng ta có thể có cái tiền đề để đến được với nhau như vậy. Mình nói chuyện vui nãy giờ để chúng ta cảm nhận về sự gặp mặt ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, động lại những gì để xem con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không. Bởi vì đây là một chuyện hết sức là hệ trọng các bạn nha. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, xin mời. Rồi, ta nút bấm. Giật mình. Tưởng là bà không bấm chứ. Nút bấm nó không ăn. Cái anh kỹ thuật ảnh chơi bạn đấy. Phú hồn hả? Dạ. Nút bấm nó không ăn. Thôi, bây giờ mình nắm tay cái đi. Hai bạn đồng ý nhấn nút rồi. Nắm tay nào. Bạn nam cảm nhận thế nào? Tay bạn nữ hơi lạnh. Hơi lạnh. Em sợ ấm. Đấy, hồi nãy giống như bài thơ rồi đó. Đang cần cái ấm để lan tỏa mùa đông mà. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Vừa xem phim, vừa có thể mua sắm thoải mái với thẻ thanh toán quốc tế TCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một bộ wrap và bao gối
cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan gửi tặng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, xin mời các bạn. Con đã trải qua ba mối tình sâu sắc, thứ nhất là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cái chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Dạ, tình yêu con có 2 mối tình rồi hả? Dạ. Cũng 2 mối rồi chứ ít à. Con chờ bạn nó đi lính 2 năm, bạn nó nói về và nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn nó về nó lấy vợ luôn. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình thì là tầm 1 năm yêu xe, bạn nó có người mới. Mời bạn Nam. Rồi, mời đi em trai. À, xin mời bạn nữ. Xinh xắn, để đây đi con. Mời em trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, lần đầu tiên em xin phép khi gửi lời chào và lời sức khỏe đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và bạn bên đó. Em tên là Đặng Thiên Vũ, em sinh năm 1993, quê quán của em là ở Bình Định, hiện tại em đang ở quận Phú Nhuận. Nghề nghiệp của em hiện tại đó là em làm bên marketing và làm bên công nghệ thông tin. Hồi hộp nói hơi nhanh chút xíu ha. Dạ. Thiên Vũ năm 93 nha. À, quê Bình Định, bây giờ làm ở Phú Nhuận hả? Dạ, em làm ở quận Nhất ạ. Bình Định là quê vợ của Linh á. Ở quyện nào? Dạ, con ở thị xã An Nhơn ạ. An Nhơn rồi, đúng quê luôn rồi ha. Đúng luôn. An Nhơn, đúng okay. luôn. Rồi, hồi quê, để biết coi nhà gái tôi sao. Quê vợ nào? Luôn. Giới thiệu đi. Dạ, chào cô và chào chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Ngọc, sinh năm 1998. Hiện tại đang kinh doanh online, kinh doanh thời trang cô. Con ở bên Phan Huy Ích, Tân Bình. Con ở Tân Bình cũng gần ngay Phú Nhuận đúng không? À, dạ, chắc gần à. Điểm mạnh, điểm yếu của Ngọc con nói coi. Dạ, điểm mạnh của con là tự lập, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của con là đói quá thì hơi quạo, hơi cấu một xíu thôi. Đói ai không quạo con ơi. Chú đói chú cũng quạo nữa. Dạ, tại nhiều khi làm nhiều quá cái cũng quên ăn, quên uống cái. À, tới trưa tới chiều tối mới ăn, cả ngày ăn một cử vậy đó. Công việc con ok không? Dạ bán cũng ok. Con bán cũng được 3 năm mấy rồi. Là con vừa đi học vừa bán luôn đó. Đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của con đó là con sống tự lập, biết nấu ăn, sống lành mạnh, không biết quan tâm chăm sóc người yêu, biết chia sẻ đồng cảm, con có ý chí nghị lực. Còn điểm yếu con thì con đôi lúc hay cục xúc và đôi lúc thì con ít muốn chia sẻ những khó khăn với bạn gái của mình. Ủa, cục xúc là sao? Tôi thắc mắc cục xúc kiểu là như sao? Là, đôi lúc thì kiểu như đang kể chuyện người ta xong rồi đến lúc đó không muốn kể nữa, hoặc là đôi lúc mà người ta hỏi cái gì đó thì mình trả lời kiểu như là quạo quạo. Vậy thì đâu phải gọi là cục xúc con, cái chữ cục xúc nó dễ sợ lắm á. Cục xúc là coi như là hơi có một chút hàm hồ, hơi có một chút mà gọi là trương phi trong đó, có nghĩa là thôi chuyển qua cục khác đi. Đó, cục ngang ngược vậy đó. Không tới nào nổi cục xúc đâu nha. Chuyển qua cục khác đi. Mình nói chút xíu đường tình duyên cho bạn gái bên kia nghe đi Vũ. Dạ, thì con đã trải qua ba mối tình sâu sắc. Ba mối tình sâu sắc luôn á? Dạ đúng rồi ạ. Đó thứ nhất, thứ hai là mấy năm? Dạ thứ nhất là 6 năm, thứ hai là 2 năm rưỡi ạ. Thứ ba? Thứ ba là 1 năm rưỡi ạ. Trời ơi, cả chục năm yêu vậy đó hả? Dạ. Cả tuổi thanh xuân đi yêu thôi. Thiếu sao con là bởi vì là đôi lúc thì mình cái gì cũng vậy là nhiều quá thì nó không có tốt. Rút kinh nghiệm là con sẽ yêu thương ít lại, quan tâm ít lại, không có để bạn đó phải quá phụ thuộc vào mình. Ủa gì kỳ vậy? Là sao? Yêu thương ít lại rồi quan tâm ít lại là sao? Kiểu như là con quan tâm chăm sóc bạn gái là từ những điều nhỏ nhất. Có thể là trưa đó con đi làm, con hỏi bạn nữ ăn gì chưa, bạn nữ kêu là chưa ăn, hoặc là bạn nữ kêu là làm biếng ăn, thì con có thể là con sẵn sàng là con chạy về con mua gì đó cho bạn ăn. Như vậy thì nhiều khi mà coi cho họ cái cảm giác phụ thuộc và họ cứ kiểu như là đôi lúc mình không làm như vậy thì họ nghĩ là mình thay đổi. À, tức là lúc đầu mình vô hùng vã quá. Dạ. Rồi đôi khi mình hơi quên cái đúng bạn ấy rồi. Gọi là bực bội đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy ta làm đều đi, bạn ấy đâu bực bội đâu. Sức đâu mà làm, cả cuộc đời mười mấy năm chào con. Chị ạ. Bởi vì thì công việc con cũng khá là nhiều nên là con nhiều lúc thì con rảnh thì con chăm sóc cho người yêu. Còn những lúc mà con bận trong công việc quá thì con hơi bị cuốn vào công việc. Ủa, mỗi tình 6 năm mà có chăm sóc vậy không? Dạ cũng có ạ. Con chia tay bởi vì là cả hai quá hiểu nhau. Lúc hiểu nhau thì họ biết được những cái nhược điểm của mình, và khi cãi nhau thì họ lấy nhược điểm đó ra họ làm tổn thương mình. Trời đất ơi. Dạ. Những mối tình mà kéo dài 6-7 năm, 8-9 năm, 10 năm gì là hay chia tay là vậy đó hả? Dạ. Là hiểu nhau quá đúng không? Đúng rồi dạ. Vậy thôi. Hiểu nhau, cảm thông nhau nó khác với việc mình hiểu nhau mà có thể là biết đối phương là như thế nào để làm đau họ một cách nhanh nhất. Đó là dùng cái sự hiểu nhau, biết dạ, nhau rồi. Như vậy để mà làm tổn thương nhau khi mà mình không đồng ý. Trời, cái đó nguy hiểm lắm nha. Nó mệt mỏi ha. Ừ. Cô bé bên đây á, là tới năm 98, có nghĩa là nhỏ xíu xíu à. Nhỏ hơn cưng. 5 tuổi ạ, à? Vậy con hợp với 98 ạ. Tại vì bên nhà gái tôi á, cô bé này nó dễ thương quá đi. Dạ. Nhìn nó như cúp bế vậy đó. Bên đây cũng dễ thương mà. Không, thì nhưng mà anh này lớn rồi. Và đâu có lớn, trời ơi, tôi lớn hơn có mấy tuổi mà lớn nhiều cái gì. Nhiều kinh nghiệm trong cái tình duyên, trong cuộc sống rồi. Con tốt nghiệp dạ, con tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia. À,
Tức là đi vừa đi học vừa đi làm đúng không? Mà giờ con tốt nghiệp rồi. Dạ đúng rồi. Hành chính quốc gia là con có ý định xin việc ở một cái cơ quan nào? Dạ chưa, hiện tại là con muốn kinh doanh phát triển hơn. Đó. Còn nhỏ mà. Cho nên là bé là chỉ có ở nhà là chính với đi học thôi. Tình duyên đó sao? Dạ tình duyên con có hai mối tình rồi hả? Dạ. Cũng hai mối rồi chứ ít à. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ 4 năm. Trời ơi, quyêu dữ lắm chứ bộ. Con chờ bạn đó đi lính 2 năm. Bạn đó nói về và nó sẽ bù đắp cho con. Nhưng mà con chờ 2 năm rồi cái bạn đó về đó lấy vợ luôn. Con chờ 2 năm rồi cái bạn đó về đó lấy vợ luôn. Trời ơi, cái đó mối tình đầu hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ nhì? Mối tình nhì là tầm 1 năm yêu xa, mình đã có người mới. Hai mối tình đều là bị người ta phản bội. Nhưng mà bây giờ cái tiêu chuẩn con đặt ra cho người bạn gái tương lai của mình là như thế nào? Dạ trên 1m6, biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân những lúc mà không có ở bên cạnh của nhau. Yêu thương gia đình của người yêu, của chồng của mình và hòa đồng với mọi người ạ. Cái điều con ghét nhất ở người con gái là gì? Không chung thủy ạ. Mình có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ mẫu hình lý tưởng thì thực sự không có, nhưng mà kiểu như nếu mà nói về ngoại hình lý tưởng á, thì con có thần tượng là chị Diễm My 9X. Diễm My 9X ha? Diễm My 9X. Rồi, để con qua cao kia mét coi. Nhiêu vậy con? Dạ con cao mét 52 ạ. Bé này con mét 52 thôi mà như con cao dữ lắm phải không? Dạ con cao 1m83 ạ. Wow, 1m83. Wow. Để em qua coi nhà gái coi. Đang chào chú. Xin chào con. Mình muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào con? Dạ con muốn hình mẫu lý tưởng con là một người chín chắn, trưởng thành, là người có gia đình, biết quan tâm chăm sóc. Tại vì mấy cái mối tình trước của con quen còn nhỏ quá, cho nên là kiểu như con quen giống như con là chị gái vậy đó. Bên đây trưởng thành rồi nè, trưởng thành chững chạc luôn rồi đó. À, nãy giờ con nghe con cảm nhận cái người bên đây có hợp tính con không? Dạ con thấy là anh cũng tự lập. Thì con rất là thích người có tính tự lập, tại giống con. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không trung thủy. Ông thấy bên nhà gái tôi có giống Diễm My 9X không? Khác chứ, mỗi người có cái khác nhau. Sao bên nó thích Diễm My 9X vậy? Bên đây, cái nét bên đây. Sao hỏi, mỗi người ta có một cái ý thích thì riêng. Thì muốn hỏi kìa, trả lời tôi được không? Để biết đâu giống ai đó. Dạ thì con tiếp chia sẻ là bởi vì là Diễm My 9X thì chị có cái ngoại hình thì khá là giống cái bạn yêu đầu của con. Khá giống thôi, con chỉ nói về ngoại hình và đó chỉ là cái mà con mong muốn chứ không phải là cái mà tiên quyết. Bây giờ mình nói đây nè, đừng bao giờ so sánh với người mới để giống bất kỳ người nào nha. Dạ. Đây là một trong những cái điều con gái tối rất kỳ dạ. Là gọi là tối kỵ luôn. Quá khứ không bao giờ nhắc lại, bởi vì tôi không muốn nói vụ này luôn. Mà nhà gái cứ nhắc hoài luôn. Không, tôi phải moi chứ, ông nói không sao có được. Tôi phải moi ra. Không có được, cái này là phải nhạy cảm lắm, thấy không? Dạ, sao cả. Ông Linh, mình phải moi ra để chi? Để mình dặn bạn trong quá trình tìm hiểu, đừng bao giờ đề cập tới là em ơi, em giống cái người yêu đầu tiên của anh ghê. Em ơi, em giống cái người yêu thứ nhì của anh lắm nghe. Có cái nét giống cái cô bạn gái thứ ba của anh. Ví dụ không có nên vậy. Không nên. Ví dụ giờ mình nói có cái mẫu hình giống chị Diễm My 9X đi. Dạ. Có cái mẫu mình ấy thôi, còn đừng bao giờ gọi là nó giống người yêu cũ gì đó. Mỗi người có cách dễ thương. Đôi khi cô này nhìn nó nhiều, người ta nói cô này xinh hơn Diễm My. Có cái nét khác. Khác nhau. Rồi, hai đứa này dễ thương. Bây giờ là mình chuẩn bị cái gì để mình cưới vợ chưa hả Vũ? Dạ con cũng có chuẩn bị rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì trong năm nay thì con cũng có một vài kế hoạch mới cho công việc của con. Nên đâu đó thì con nghĩ là trong vòng năm tới thì con sẽ chuẩn bị đầy đủ và vững chắc. Bây giờ mình nói cho nhà gái ta yên tâm đi, mình chuẩn bị được cái gì nè, chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng để có gia đình. Nhà cửa con sao Vũ? Dạ thì con đang mua căn hộ ở quận 12 ạ. Con đang mua trả góp ạ. Được, con mua trả góp là được rồi. Thì ngoài ra con cũng có kinh doanh thêm về đồ gỗ nội thất nữa. Trời ơi, giỏi vậy sao? Vậy là giỏi quá ha. Ông con chủ làm trẻ đó. Việc lận ha. Người Bình Định giỏi lắm. Hiện tại thì thời gian rảnh con thì con chỉ dành tập trung cho việc mà kiếm tiền. Thật sự như là cuối tuần thì con có thể là dịch như này, con có thể làm những cái bên ngoài người ta thuê con làm. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai người gặp mặt. Mở rào. Nhận quà tặng quà đi con. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng có món quà nhỏ gửi tặng em ạ. Em cảm ơn. Này bé Hoa, còn cái này là một món quà nữa. Dạ em cảm ơn. Trong bó hoa thì có một thông điệp thì anh muốn nhắn nhủ tới em. Khi em cần một người để bù đắp lại những tổn thương và thiệt thòi em đã phải chịu đựng, anh sẽ đến và sẵn sàng nói. Có anh đây, có anh đây. Hay quá, con coi cái hộp là cái gì? Dạ, là một cái son. Cái son thì anh chọn màu son này bởi vì là anh nghĩ là cái mẫu người của anh, người mà anh gặp trong hôm nay thì để thích cái màu son mà anh chọn. Dạ, rồi, em cảm ơn nhiều. Con thích màu son nào? Dạ. Con thích màu cam hoặc là màu đỏ. Vậy đúng trong đây là màu đỏ gì? Cam. Đỏ cam luôn, ghê thiệt chứ. Dạ em cảm ơn anh nè, em có món quà. Cảm ơn em. Mở ra coi là gì? Dạ không được. Một cái đồng hồ báo thức. Thì em thấy là cái thời gian là
cái mà quan trọng nhất á, cho nên là em muốn tặng một cái đồng hồ với Thất hơn. Là tặng cả thời gian của em cho anh. Anh nghĩ là mình có thể không dùng cái này, em có thể gọi anh vào buổi sáng được không? À dạ. Anh cảm ơn em. Dạ. Cảm nhận của anh đầu tiên khi gặp em thì em khá là dễ thương, năng động và đặc biệt là có mái tóc anh rất là thích. Em thấy là anh là một người chín chắn, trưởng thành, nói chuyện kiểu rất là good á. Thì nói chung anh khá là tâm lý và dạ, biết cách yêu thương và chiều chuộng người yêu. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Khi hai người yêu nhau thì sẽ cảm giác là thoải mái, vui vẻ, có thể chia sẻ được những cái khó khăn trong cuộc sống hoặc là tâm sự với nhau. Hai đứa cũng có nhiều cái kỷ niệm về tình yêu đó, thì mình quan điểm thế nào về người yêu cũ? Em không biết là khi mà anh đã chia tay rồi thì cái còn liên lạc với người yêu cũ không hay là... Anh không có liên lạc với người yêu cũ, mà nếu có liên lạc thì về một vài vấn đề nó không liên quan đến tình yêu, có thể là công việc chẳng hạn. Hai đứa có nghĩ là cái người yêu cũ của mình nếu như không còn yêu nữa thì coi nhau như là những người bạn thân thiết hay là những người bạn tốt của nhau có không? Hay là phải thôi luôn, delete toàn bộ? Dạ, đối với cá nhân con thì người yêu cũ là cái gì đó đã cũ rồi, mà đã cũ thì mình không nên để nó ảnh hưởng quá nhiều. Hiện tại mình chia tay mình có thể vẫn tới làm bạn được, nhưng mà nếu mà người yêu của con không có thích điều đó thì con có thể là không liên lạc người yêu cũ. Em thấy thì nếu như mà chia tay xong em thấy cũng làm bạn được, nhưng mà nếu như đúng như anh nói luôn, nếu như mà người yêu mình không thích á thì mình có thể không liên lạc nữa. Em cũng cùng quan điểm với anh. Thì hẹn hò sao đó? Trước ngày hôm nay á thì lúc mà anh rảnh anh sẽ đi dành thời gian đó để kiếm tiền, còn mong muốn thì sau ngày hôm nay thì thời gian anh rảnh anh sẽ dành để đi kiếm em. Em có đồng ý không? Quan điểm rất rõ ràng ha. Dạ. Kiếm tiền với kiếm em nó rõ ràng lắm à. Cái thời gian mà công việc của anh á là âu cả tuần luôn anh? Cũng tùy, bởi vì là thường là hành chính anh sẽ làm marketing từ 2 đến thứ 6. Buổi tối là thể làm IT và có thể anh làm ở nhà vẫn được. Thường là cuối tuần thì anh không có làm gì hết thì anh sẽ làm thêm công việc của anh. Dạ. Nói chung là về thời gian anh có thể sắp xếp được. Ví dụ mình có gia đình thì mình sẽ chăm sóc con cái thế nào, thích con trai con gái? Đối với anh thì dù trai gái thì anh nghĩ là nên dừng ở một đứa. Thì quan điểm đó anh cũng có bày tỏ với ba mẹ rồi, nhưng mà ba mẹ cũng không đồng ý, bởi vì nhà anh thì có 6 chị em gái, một mình anh là con trai, nên ba mẹ vẫn muốn là đông con hơn xíu. Nhưng mà đối với anh thì anh nghĩ là dừng lại một đứa là đủ rồi, mình có thể là đủ vững chắc về tài chính, chăm lo tốt cho con, có đủ thời gian để chăm sóc lẫn nhau nữa. À, mong muốn anh có thể là mình chăm con, mình xây dựng cuộc sống, chăm sóc con đến mà con tốt nghiệp đại học xong rồi con nó sẽ tự lo cuộc sống của mình có thể là đi du ngoạn làm gì mà mình thích. Em là cái quan điểm là hai đứa là ok nhất. Có một đứa thì nó ít quá, kiểu như một gia đình mà có kiểu một đứa con thì cái đứa đó nó sẽ bị kiểu như hơi tuổi thân một xíu. Nên em nghĩ là nếu mà gia đình thì phải hai đứa thì mới gọi là phát triển. Nhưng tại sao lại Vũ nghĩ chỉ có một đứa? Thì con nghĩ thì một đứa thì nó sẽ có ý thức tự lập cuộc sống của mình, và cái ý thức là những việc đó nó phải làm, chứ không phải hai đứa thì đốt nó xin ảnh. Tại sao Ngọc lại là hai đứa? Dạ, quan điểm của con là hai đứa thì ví dụ như có chị các em thì nó có tâm sự nhiều cái, mà cái chuyện như là những cái chuyện mà nó khó nói với cha mẹ thì hai đứa chị em hoặc là anh em á, nó cùng tuổi xem nhau thì nó dễ tâm sự, dễ nói chuyện. Tại sao em không nghĩ tới trường hợp là mình có thể là hóa thân thành bạn của con mình? Mình phải chơi với con. Nhưng mà mình sẽ không có hiểu được tâm lý của nó. Việc hiểu không hiểu thì mình sẽ cố gắng, vì đâu đó thì kiểu như thời gian mà con tiếp xúc với chị nó hoặc em nó thì mình vẫn có thể tiếp xúc với con. Nhưng mà tại vì em thấy là nhiều gia đình có một con rồi, khi mà cái người đó lớn lên á thì kiểu như rất là tha thiết đúng không? Sao tại sao ra đường thì ai cũng có chị các em, có tâm sự, đi đâu cũng có chị các em có vui. Còn sao mình có một mình, thì em cũng có mấy đứa bạn nó cũng tâm sự mình rồi, ta cũng ước gì ta có đứa chị gái, ước gì ta có đứa anh trai vậy đó, để mà có gì được bảo vệ, kiểu như vậy đó. Thì chỉ cần em thích là được. Trời ơi, cuối cùng em thích là được. Chuyện kinh tế trong gia đình thì ai quyết định? Rồi, có làm dâu của không? Em á, thì ví dụ như sau này có gia đình á thì em nghĩ là kinh tế là phụ nữ là người quyết định á. Quyết định bao nhiêu phần trăm em? Dạ, quyết định tới 80%. Ai quyết định hay ai gì nó không quan trọng, mới quan trọng sao mà người đó có thể là đủ khả năng mà cần cho tất cả những cái khoản đó, đủ quản trị tất cả những rủi ro là được. Còn chứ không quá quan trọng việc mà ai sẽ là người giữ tiền. Rồi làm dâu làm sao? Vì gia đình con thì ba mẹ thì không quá quan trọng với việc làm dâu, thì người ta thường là người ta quan ngại về vấn đề làm dâu, bởi vì là người ta sợ là mẹ chồng khó tính hoặc là anh chị khó tính. Đối với gia đình con thì ba mẹ rất là có thể rất là thương con dâu, chỉ cần con dâu
biết yêu thương ba mẹ, anh chị cũng có thể rất hòa đồng, chỉ cần là mình hòa đồng và mình thể chủ động hòa đồng với anh chị. Dù cho làm dâu chăng nữa thì bạn gái cũng không có phải cô đơn trong cái vị trí là con dâu đó. Được Ngọc. Dạ được. Tại vì con rất là sợ lấy chồng và kiểu cảnh về làm dâu nhiều nhà rất là khó. Còn con thì cũng biết quan tâm chăm sóc, biết nấu ăn, cũng biết dọn dẹp nhà cửa, cũng biết lịch sự với yêu thương ba mẹ gì đó. Nhưng mà cũng vẫn rất là sợ tại vì nhiều cái bộ phim trên truyền hình á, kiểu mẹ chồng nàng dâu á, thì kiểu như mình sợ, mình e ngại, mình không dám đến việc hôn nhân luôn á. Còn đối với gia đình anh thì không có như vậy. Phim thì nó hơi quá chút xíu thôi. Không biết là Ngọc có hỏi gì cho anh không? Anh thấy em như thế nào? Em khá là dễ thương, năng động và anh nghĩ em cũng khá là thông minh. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ chúng ta gọi là thay đổi không khí xíu bằng văn hóa văn nghệ đi. Văn hóa văn nghệ đi đó. Anh biết hát không? Hiện tại thì anh có thể là mượn lời một bài hát để nói đến những lời anh muốn nói với em. Dạ. Nhiều ký ức chợt ùa về trong tôi. Ngày tháng ấy có bao giờ yêu em. Giờ mới biết chính em là quan tâm. Em có hay rằng trái tim này cần một người hiểu, cần một người nhớ. Tôi chỉ cần một người đó là em. Tôi chỉ cần một người đến bên tôi. Khi tôi nhận ra em chính là tình yêu. Cái sao hả? Rồi đứng lên liền con, đáp lễ liền con. Yêu hát cũng hay, không có hay. Nhưng mà yêu sẽ hát tặng chương trình cái bài này. Nếu mà không hay thì đừng có chê nha. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng, bên anh quăng quýt mà chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể lại gần được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, là vô giấc mơ rồi là trời phơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, mà nếm tôi ai dẫn lối em để gần anh mãi. Nhưng mà dễ thương mà giọng Ngọc à. Anh cũng mong muốn là anh sẽ có nhiều cơ hội được nghe em hát thêm nữa. À dạ. Trước khi hai bạn đưa ra quyết định, chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân. Lời đầu tiên cho con xin kính chào các chú MC, gia đình bên bạn gái cũng như các bạn khán giả sinh hài. Mình là Trinh, chị gái của Vũ. Được biết em mình có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình cũng xin thay mặt gia đình thông qua chương trình tìm cho em một người bạn gái biết suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Nhà mình thì cũng đông anh chị em, nhưng có mỗi Vũ là con trai thôi. Nhưng cũng em sau này sẽ hòa nhập tốt với gia đình, sống hòa đồng, yêu thương lẫn nhau. Cảm ơn chương trình. Xin chào hai vị MC, xin chào đàn trai và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Thúy Nga, là chị gái của Ngọc. Hôm nay mình đã gửi clip này đến chương trình để nhắn nhủ với bạn trai một điều là: đàn trai ơi, bé Ngọc nhà mình rất là dễ thương và tốt tính, nên là nếu đàn trai cảm thấy bé Ngọc nhà mình phù hợp thì hãy nắm bắt cơ hội và hãy trân trọng bé Ngọc nhà mình nha. Bên cạnh đó là Ngọc ơi, chị muốn gửi với em một câu như thế này thế nè: sớm cũng được, muộn cũng được, không quan trọng, quan trọng là phải đúng người nha. Nếu mà hôm nay không dắt được người yêu về thì chị cũng cho vô cửa đó ha. Fighting. Bye bye. Dễ thương quá. Chị trong clip lúc nãy là chị ba của anh, chị tên Trinh. Dạ. Còn chị kia là chị họ của em. Rồi bây giờ trước khi quyết định thì Vũ hãy nói những cái điều gì đó mà tận đáy lòng của mình. Anh mong muốn có cơ hội sẽ bù đắp lại những tổn thương về thiệt thòi em đã phải chịu đựng. The Great Wave. Bây giờ thì cả hai nhắm mắt lại để cảm nhận xem trái tim mình có đồng ý với bấm nút hay không. 1, 2, 3. Các cháu nó bấm hết rồi. Rồi, chúc mừng. Rồi, hai đứa. Mời. Chúng ta đã chính thức hẹn hò, hãy nắm tay nhau nào. Đẹp lắm. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc sẽ đến với hai em nha. Dạ. Đây là những món quà của chương trình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. WeWeCool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe.
sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không rỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Chúc hai em hạnh phúc nha, mọi điều may mắn tốt đẹp nhất. Dạ, con cảm ơn chương trình, cảm ơn chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Ok, tụi con nào, hãy bảo vệ chăm sóc cô gái. Rồi. Như vậy chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Mời quý vị chúng ta tiếp tục cặp đôi thứ hai. Súng thanh nhiệt Live Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt lâm thì uống liền Live Cool. Em quen bạn ấy cùng quê ở Sài Gòn. Quen được một thời gian thì bạn ấy nói là thôi ạ, cái công việc của bạn ấy và cái học vấn của bạn ấy không bằng em, cho nên là bạn ấy luôn cảm thấy là tự ti và không đủ tự tin để bước tiếp. Bà cáo anh là với chị Vân là chưa có mối tình nào ạ? Chưa có luôn rồi hả? Hồi xưa thì mình nghĩ bảo chưa vội lấy vợ anh. Sau này thì có tí tuổi thì em lại lo đi học rồi là đi làm, cũng mải mê công việc không. Anh không có để ý tới cô nào xung quanh à? Có đó, em để ý, em rất thích lắm nhưng em không dám hỏi lời anh. Xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Dạ, rồi, ngồi đêm trai. Rồi, mình giới thiệu một chút về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Rồi, chào em. Trần Thị Vui. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên tiếng Anh ạ. Em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi, em đang dạy ở đâu? Dạ, em đang dạy ở Nhà Bè. Nhà Bè là trong trường hay là mình dạy riêng tư gia? Dạ, em vừa dạy trung tâm ngoại ngữ mà vừa dạy trong trường luôn ạ. À vậy hả? Dạy Bè. Tiếng Anh cấp mấy em? Dạ, em dạy cấp 2 ạ. Cấp 2 hả? Dạ. Tên nghe thấy vui rồi ha. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Chào bạn gái bên kia ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Đình Thuận, em sinh năm 84, nghề nghiệp của em là nhân viên y tế, em làm cụ thể công việc là bên khoa chẩn đoán hình ảnh ạ. Nơi ở hiện tại của em là em đang tạm trú ở dưới Thủ Đức ạ. Nhưng mà em làm ở trên quận 1 chỗ Đa Cao ấy ạ. Em làm bên phòng mạch tư, phòng khám tư. À, phòng khám tư hả? À, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Thuận? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, hòa đồng, sống hòa đồng, hay giúp đỡ người khác ạ. Ngoài ra em có để làm những công việc nhà sau khi hết giờ làm việc ạ. Còn có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì là hiền lành, ít nói, nên là nhiều khi là nhút nhát đấy anh. Nhút nhát. Và tính em là cẩn thận đấy, nên là nhiều khi nó hay quên. Đúng rồi, em là chẩn đoán hình ảnh mà. Dạ, dạ. Phải cẩn thận chứ, chẩn đoán sai là điều trị sai đó. Cái đó thì là bên công việc, còn cụ thể những cái công việc ở nhà, ví dụ hôm qua là bảo em đi kiếm cái hợp đồng lao động với cái giấy tờ hồ sơ để bổ sung thì em kiếm mãi không ra, rõ ràng em những cái thứ đó là em rất là cẩn thận, em cất đi rồi. Nhiều khi tôi cũng vậy đó ông Linh, tôi cẩn thận quá, cất xong không nhớ mình cất ở đâu. Đúng rồi. Mình nói về mình xíu đi nè. Dạ, ưu điểm của em tức là một người chăm chỉ, ham học hỏi, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác ạ. Còn nhược điểm của em là em có cái tức là hơi chậm một chút và hay quên ạ. Đôi khi em để chìa khóa vào cốt xe rồi khóa lại rồi đi tìm. Trời đất ơi. Rồi hai người quên hết trơn rồi. Hai bạn đều quên. Mày phải khắc phục nha, chứ hai người quên hết là mệt à. Đường tình duyên nhà gái làm sao? Từ đó tới giờ thì em có hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là yêu xa thì anh ấy làm ở ngoài Hà Nội. Mấy năm? Dạ chắc được hơn một năm, mà sau đó thì nó có nhiều vấn đề xảy ra nên là hai gia đình tức là ngăn cản. Còn cái mối tình thứ hai thì em quen bạn ấy cùng quê ở Sài Gòn. Quen được một thời gian thì bạn ấy nói là thôi ạ. Lý do là tại vì là thực ra là cái công việc của bạn ấy và cái học vấn của bạn ấy không bằng em, cho nên là bạn ấy luôn cảm thấy là tự ti và không đủ tự tin để bước tiếp. Xong là bạn chủ động mà nói thôi. Dạ vâng. Là được mấy năm thôi? Được một năm rồi ạ. Một năm. Còn Thuận, đường tình duyên Thuận sao, mấy mối tình? Em nói thật với ai báo cáo với anh là với chị Vân là em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn dạ. Thuận hả? Trời, như vậy là bạn này nhát gái dữ lắm nè, đúng không? Ôi, lý do sao không có mối tình nào? Tính em nó thoải mái quá, nhiều khi hồi xưa thì mình nghĩ bảo chưa vội lấy vợ ấy anh. Không nghĩ đến cái chuyện gọi là lập gia đình sớm ấy. Sau này khi có tí tuổi thì em lại lo đi học rồi là đi làm,
cũng mải mê công việc, không anh không có để ý tới cô nào xung quanh rồi. À hiện tại đến giờ thì có ra em để ý, em rất thích lắm nhưng em không dám hỏi lời anh. Không có dám hả? Trời ơi, nhát dữ vậy em. Dạ. Ôi, chào chị. Rồi, tức là mình cứ gặp phụ nữ cái là mình cứ cứng người luôn đúng không? Đúng rồi, không nói gì được luôn. Nhưng không mà, nói gì được luôn. Nếu mà gặp bình thường xã giao thì nó lại là vô tư chị ạ. Nhưng mà cái người mà mình thương, người mà mình thích đó đúng là rồi, coi như mình không thể nói được đúng không? Đúng rồi ạ. Trời rồi chút xíu nó nhộn lên nói giùm. 84 mà chưa có mối tình vắt vai luôn. Thế rồi bố mẹ làm sao? Bố mẹ em năm nay thì lớn tuổi rồi ạ. Nhưng mà các cụ có các có cụ cái... thì dục lắm ạ, dục từ cách đây cả mấy năm rồi. Ừ, cái mẫu người của em như thế nào nè? Mẫu người của em là ngoan hiền, biết đối xử với, biết đối nhân xử thế, biết kính trọng người trên kẻ dưới, cảm thông chia sẻ trong cuộc sống. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là từ 1m6 đổ lại thôi chị. Tại em cũng 1m68 rồi ạ, nhìn cân đối vẻ mặt thì cũng bình thường rồi, không còn, em chỉ chấm 5 điểm đổ lại thôi. Trời ơi, không còn cần xinh đẹp quá. Vậy hả? Xinh đẹp thì càng tốt đúng không? Đúng rồi. Vợ mình mà đẹp thì xích quá thì quá tuyệt luôn đúng không? 5 điểm đổ lại thôi. Được, chàng trai này hiền lành ha. Rất hiền luôn. Qua coi cô gái, nhà gái. Chào anh. Chào em gái. Dạ, chào anh. Rất là xinh ha. Là chàng trai đây nhút nhát quá, có gì chỉ bảo giùm nha. Dạ. Nè em có thích cô giáo không? Ta dạ. Là cô giáo dạy tiếng Anh đó. Thích lắm chị. Dạ. Nghề nghiệp này là em thích dạ, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ cái gì cũng thích hết trơn. Dạ, dạ đúng rồi, nghề nào em cũng thích hết trơn. Miễn có người yêu có vợ là được rồi ha. Dạ đúng rồi ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của cô giáo như thế nào nè? Mẫu hình lý tưởng của em thêm quan niệm thì mình rất là khó có thể tìm được một người mà hợp với mình 100% ấy anh. Nên là em chỉ cần một người mà ngoại hình ưa nhìn một chút, anh ấy hiền lành, dễ thương và biết chia sẻ với em trong cuộc sống là được rồi. Bây giờ chị thấy nè, chị thấy ở bên đó là những cái mà em yêu cầu là 80% rồi đó. Anh đây hiền lành anh thấy không? Sinh năm 84 đến giờ chưa có mối tình vắt vai, tức là em hiểu rồi đó. Người này chắc là chung thủy, yêu là yêu tới cùng luôn rồi đó. Đúng rồi. Thấy không? Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích những người đàn ông mà nhậu nhẹt nhiều, hút thuốc lá và nói nhiều. Đây người ta làm y tế chắc chứ không đến mức gì đâu. Là không hút thuốc rồi đó đúng không? Có chị. Có. Ờ. Nhiều không? Rượu thì không uống. Hút thuốc nhiều không? Cũng thi thoảng thôi ạ. Ừ, ta buồn, ta chưa có ai, ta buồn, ta hút thuốc thôi. Nhưng mà nếu có người yêu có... Bỏ không? Bỏ được rồi, không có nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt thì có chứ anh. Trong giao lưu trong công ty thì thẳng thì... sếp mời thì mình nhưng mà không có lầy uống quá nữa, giống như ghiền đó thấy không? Rồi bây giờ thì anh nghĩ là hai người sẽ gặp nhà gỡ nhau đi ha. Dạ. Rồi cái mình trao đổi coi nó hợp gì được hay không, mình bấm nút nha. Ông phải ngồi sau lưng ông tiếp sức cho bạn đó rồi, nha. Rồi yên tâm. Mở rào. Nút nó nằm chỗ nào anh? Chưa Thuận, chút xíu là mình trao đổi cái đã. Bây giờ Thuận tới ha, tặng hoa nha. Dạ. Nói cái gì đó, buổi gặp ở ban đầu gì đó. Đúng rồi. Nào, bắt đầu đi Thuận. Hơi nhát là em phải chủ động. Chào em, anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh, em chào anh. Rồi đây, nói đi sao mà mình tặng hoa hồng, tặng hoa hồng là ý muốn cái gì, nói đi. Thì em cũng báo cáo chị là em cũng chưa biết bạn nữ là yêu thích cái hoa gì, nên là em cứ lấy cái hoa hồng là làm... Làm biểu tượng của tình yêu đúng không? Ừ. Đây là cái cuốn sách mà mỗi khi em khó khăn thì em hay đọc nó. Em hy vọng là cái thông điệp của cuốn sách là khi mà mình khó khăn thì mình cần có động lực để vươn lên. Em muốn chia sẻ những cái điều đó với anh. Đúng rồi. Rồi, chúng ta về ghế ngồi đi. Rồi, bạn có thể đối diện với nhau để cùng nhau nói chuyện nhau nha. Em thấy anh thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên thì em thấy anh là người hơi nhút nhát, ít nói và hiền ạ. ngoại hình cũng ưa nhìn ạ. Anh có xăm mình thôi em. Xăm mình nữa hả? Đúng rồi. Vậy nếu mà em làm người yêu anh thì anh có chịu đi xóa hay không? Sẵn sàng luôn em. Nhưng mà cái đó là cái nét đẹp thôi, riêng tư thôi, cũng đâu phải là gì xăm mình là nó xấu đâu em. Nhưng mà thực ra là em không thích xăm mình ạ. Nhưng mà xăm cái gì, nhiều khi xăm ít thôi. Xăm ít đúng rồi anh. Một cái tên gì đó hay là một cái hình gì đó nhẹ nhàng, chứ không phải xin có người xăm nguyên con heo trên lưng, con bò trước ngực không gì đó. Không có anh. Em
xăm nó cũng là một cái thẩm mỹ, nhưng quan trọng xăm thế nào thôi. Đúng rồi. À, người ta bị thẹo á, người ta bị thẹo ở đâu, người ta xăm ví dụ thế. Dạ. Nó kiểu vậy, thẩm mỹ mà. Dạ. Anh thấy em là người như thế nào ạ? Anh cảm nhận đầu tiên của em có nụ cười rất là chiều mến. Anh thích em một cái điểm là em là anh là rất thích những người đeo kính cận. Rồi. Cũng giọng nói cũng dịu dàng. Dạ. Dễ nghe. Dạ. Rồi em mà quê là ở đây luôn hay sao ạ? Không, em quê ở Thanh Hóa, nhưng mà em vào đây khi em bắt đầu học đại học. Em ở chỗ nào Thanh Hóa? Em ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. À, Triệu Sơn. Dạ. Cũng gần anh rồi. Anh ở đâu ạ? Anh Ninh Bình. À, hàng xóm ạ. Hàng xóm. Dạ. Rồi, bây giờ thì mình hẹn hò sao đó ở đây nè. Nếu được, em có thể cho anh cơ hội. Anh không cần phải run quá, anh có nói chuyện với em bình thường như bạn. Anh sẽ cố gắng chăm lo cho em. Rồi là sẽ là bờ vai nương tựa của em suốt đời luôn. Những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Dạ. Anh có biết nấu ăn không ạ? Cái đó là sở trường của anh luôn. Anh món gì anh làm tốt được. Quá. Những công việc nhà là anh không bao giờ anh mất một đồng tiền nào cho những công việc lặt vặt trong nhà. Dạ. Anh tự làm được hết. Dạ. Em là một cái người phụ nữ hiện đại á. Nếu như mà em ví dụ như em làm chi tiêu hơi nhiều một chút cho bản thân em thì anh có cảm thấy phiền hay là gì không ạ? Không sao em, anh cũng tính anh phóng khoáng lắm. Tiết kiệm thì là tiết kiệm cái mình cần đáng tiết kiệm thôi cho trong gia đình thôi, còn cái nào anh chi tiêu cũng mát tay lắm em. Dạ. Thêm một cái nữa là tức là hồi bé thì gia đình em khó khăn á, nên là cái công việc học của em nó bị trì trệ lại, và em rất là mong muốn được đi học, cho nên tới bây giờ em vẫn còn đi học. Anh cũng đang đi học. Tương lai em vẫn muốn học nữa, thì liệu em học nhiều như vậy anh có cảm thấy phiền gì không ạ? Không sao, anh cũng đang đi học mà em. Anh học gì ạ? Anh học để nâng cao lên tay nghề lên anh. À, anh có phân vân hay là thắc mắc gì về cuộc sống của em thì anh cứ hỏi. Em đang sống với bố mẹ trong này luôn à? Dạ không ạ, ba em thì mất rồi, còn là mẹ em thì ở ngoài quê. Còn hiện tại em đang ở đây với em gái của em ạ. Em gái của em thì học hết lớp 9 chuẩn bị thi cấp 3 ạ. Thế thì cũng còn nhỏ mà. Và đây thì em vừa làm mẹ vừa làm chị của bé luôn. Chị bảo dạy dỗ em. Dạ đúng rồi ạ. Gia đình anh bố mẹ cũng lớn tuổi, anh là út. Còn trên anh là có chị gái và anh trai thì cũng đều đi lập nghiệp ở xa, cũng lấy chồng lấy vợ hết rồi, có mỗi anh là ế thôi. Vậy tương lai là anh ở đây, định hướng ở đây hay là về quê ạ? Cái đó thì anh cũng đang muốn hỏi em là ví dụ sau này bố mẹ anh già yếu mà hay đổ bệnh ấy, mà anh bắt buộc phải về để làm ngoài đó cho gần bố mẹ chăm sóc, tiện chăm sóc, thì em có dám theo anh về ngoài không? Ở Bắc dạ không? Được ạ. Được luôn hả? Được mà, về dạ. Quê người này là quê người kia luôn mà. Đúng rồi. Sát một bên mà. Tiện đường luôn. Ừ, rất là tiện đường đó. Bây giờ thì chúng ta giao lưu văn hóa văn nghệ chút đi. Để anh hát, anh tặng Thu, em một bài. Đứng lên hát cho biểu diễn cho bạn gái nghe nè. Đứng mạnh dạn lên nhìn bạn gái kìa. Đó. Để tới chương trình em xin gửi tới bạn với anh chị với tất cả mọi người bài Lời của Gió. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đem thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với tôi rằng em rất xấu. Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên tóc em, gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng hôn lên tóc em. Quên rồi anh. Rồi thấy chưa? Gió hay nói rằng anh luôn nhớ em, gió hay nói rằng anh mong có em, gió hay nói rằng anh yêu em, gió hay nói rằng ta yêu nhau thế thôi. Dễ thương không? Quên hết đúng không? Em quên hết luôn anh. Thấy con gái rồi quên hết trơn rồi. Bây giờ trước khi chúng ta quyết định thì hãy nghe ý kiến của người thân chút xíu nha. Rồi Thuận nhìn lên màn hình kia. Xin chào các cô bác, quý anh chị trong cái trường quay của Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay.
Thì hôm nay của mình cũng rất là vui, mình cũng dính một chút thời gian để mình nói về anh Thuận. Rất là vui khi mà nghe được cái thông tin mà là anh Thuận anh tham gia được chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tại vì mình cảm thấy anh Thuận là một người anh rất là dễ mến, dễ gần. Mà tại sao là anh tới giờ anh ấy chưa có bạn gái? Hay là có lẽ là mà anh chưa tìm được cái ý trung nhân mà anh cho là anh hợp. Thì em cũng nhắn nhủ với một người chị, người bạn người nữ của anh Thuận á, tham gia chương trình cùng anh Thuận á, thì nên dành cho nhau một cái cơ hội gì đó. Thì em cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho người anh của mình là anh Thuận á, tìm được cái người mà tâm đầu ý hợp. Chào các cô chú MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chào anh trai bên kia. Em tên là Ngọc, là em của chị Vui. Và em mong muốn là chị của em có thể tìm được một người hiền lành, tốt bụng và biết cảm thông, chia sẻ. Và em cũng mong cả hai anh chị thì có thể là cho nhau một cơ hội để tìm được một nửa bên kia của mình. Thường mấy người dễ thương nhỏ xíu à, bây giờ thì bạn trai cũng muốn nói gì trước khi chúng ta tiến hành bấm nút không? Gặp em lần đầu là anh cũng thấy mến em rồi. Em mong em sẽ tạo cơ hội cho mình gặp nhau và tìm hiểu nhau. Thuận, nãy giờ trong lòng mình đang nghĩ gì về người đối diện, cảm xúc thế nào? Nói cho bạn ấy biết đi. Trong lòng thì lâng lâng mà cái chống ngực thì nó đập mạnh anh. Tim thì đập mạnh đúng không? Dạ dạ. Rồi, chúng ta để tay vào nút bấm đi. The Great Wave Toshiba. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau rồi. Yeah. Quyền bấm nút hay không là của các bạn. 1 2 3. Hay quá trời ơi, tôi nghe hai cái nút cạch cạch trong mình muốn rớt tim. Bấm rồi. Trời ơi, chúc mừng em nghe rồi. Như vậy là gái cũng đồng ý bấm nút rồi. Bây giờ cảm giác cái nắm tay thế nào Thuận? Nắm tay đầu tiên, nắm tay con gái. Nắm tay đầu tiên của em đi, em nói đi, em nói cái cảm xúc đó cho vui nghe đi. Cảm xúc là rất là ấm áp. Hồi hộp nữa đúng không? Rung lắm đúng không? Chị biết là em phỏng vấn xin việc luôn chị. Rồi bây giờ có em tưởng tượng bố mẹ của Vui rồi bố mẹ của em báo cho các cụ biết là bây giờ là em đã chính thức em có bạn gái rồi. Dạ, em bao nhiêu năm trời, mấy chục năm hả? Lên đúng rồi, mấy rồi? 20 mấy năm rồi chị. 20 mấy năm rồi đó. Trời ơi đó. Dạ, thông báo cho các cụ đi. Trước ống kính truyền hình thì cũng gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ của bạn gái là bố mẹ. Hôm nay con rất vui lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, được anh Quyền Linh và chị Hồng Vân giới thiệu cho bạn gái thì cũng là vui. Cũng báo cho bố mẹ biết là hôm nay có bạn gái, kể từ giờ con sẽ cố gắng tu trí, rồi là lo lắng cho lo cho gia đình nhỏ của con, gia đình của con. Rồi, hy vọng rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái tình cảm này. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống bạn nhỏ của mọi nhà. We Were Cool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, tốt cho sức khỏe. Sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một máy xay sinh tố BL70BR1NV với công suất cực mạnh 700W, dao 6 cánh, 3 lớp bằng thép không gỉ SUS301, có chức năng xay đá và làm sinh tố tự động, cối xay bằng nhựa an toàn không chứa BPA, dễ dàng tháo rời cối, dao để vệ sinh. Rồi, chúc Thuận vui, hạnh phúc nha. Bạn gái đi đâu mình bảo vệ đó nha Thuận nha. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay Quỳ Linh và Hồng Vân đã kết nối được hai cặp đôi, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe, bảo vệ sức khỏe chúng ta, người thân và gia đình. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây.
Chương trình phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì cả hai nhắm mắt lại để cảm nhận xem trái tim mình. 1, 2, 3. Các cháu nó bấm hết rồi. Rồi, chúc mừng. Rồi, hai đứa, mời. Em nghĩ là thời gian là cái quý giá nhất á chị. Cho nên là khi mà mình làm việc hay là mình có cái deadline nào đó thì có đồng hồ thức thì em thấy là nó rất là ok. Tại vì đối với em thấy thời gian là quan trọng nhất. Cho nên là tại cũng suy nghĩ nhiều, không biết tặng quà gì. Nhưng em nghĩ là cái gì nó quan trọng nhất thì em tặng nha. Anh nghĩ thì mỗi bạn gái trong chương trình thì ghép đúng khoảng cỡ 60-70% so với cái mong muốn của anh. Hôm nay đến đây thì anh có mang hai món quà tặng bạn. Thứ nhất là một bó hoa. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng có món quà nhỏ gửi tặng em ạ. Em cảm ơn. Này bó hoa, còn cái này là một món quà nữa. Dạ em cảm ơn. Trong bó hoa thì có một thông điệp thì anh muốn nhắn nhủ tới em. Anh sẽ đến và sẵn sàng nói. Có anh đây, có anh đây. Một bó hoa, hoa tươi thì anh mong muốn là bạn gái sẽ lúc nào cũng sẽ luôn vui và tươi như bông hoa này. Và món quà thứ hai đó là một khỏa son môi, son màu đỏ cam em. Anh nghĩ là màu đỏ cam nó sẽ hợp với cái mẫu người mà anh chọn hơn. Cảm nhận con đầu tiên khi gặp em thì em khá là dễ thương, năng động và đặc biệt là có mái tóc con rất là thích. Anh cao hơn bạn, anh có thể che chở bảo vệ tốt hơn. Có thể là anh ngồi bạn ngồi trước, chở bạn anh che nắng, che mưa, che bụi, che bậm. Thấy em rất là thích em mới được cao. Tại thấy em nhỏ nhỏ nên rất là cao, cảm giác như được che chở đó. Lúc mà có một bóng trước chương trình đó thì anh nghĩ tầm khoảng 60-65%, nhưng hiện tại anh nghĩ tầm khoảng cỡ. Trước ngày hôm nay á, thì lúc mà anh rảnh anh sẽ đi dành thời gian đó để kiếm tiền. Còn mong muốn thì sau ngày hôm nay thì thời gian anh rảnh anh sẽ dành để đi kiếm em. Hiện tại thì em thấy là tầm được 85-90% rồi. Thì sẽ... Em thấy là anh là một người chín chắn, trưởng thành, nói chuyện kiểu rất là good á. Con cảm ơn cô, chú và gia đình mình đã thời gian qua đã sinh ra, chăm sóc và nuôi lớn. Hoặc đến ngày hôm nay thì sau đó thì trong thời gian tới thì con sẽ chăm sóc yêu thương em nhiều hơn nữa. Không phụ lòng gia đình của mình. Em cũng cảm ơn gia đình của anh để anh có thể ngồi. Ngồi trước mặt em đây. Ngồi quạt cho mát đúng không? Đúng rồi, ngồi cho mát. Mát rồi hả? Rồi thì anh mua cho em cái quạt nha. No. Ngồi quạt cho mát, tôi mới quạt cho mát. Cái nhầm chứ. Không. Một cái. Đỏ và cam. Con thích màu cam hoặc là màu đỏ. Dạ đúng, trong đây là màu đỏ gì? Cam. Đỏ và cam. Màu cam. Thì cái gì? Ưu tiên. Bạn 98/100 điểm. Dù bạn phải 6 hoặc 52 thì bạn phải thấp nha. Tại vì em thường thường rất thích những người cao, tại cái gì cảm giác cho mình chi chở, được bảo vệ. Thì mình lớn rồi. Cho nên em khi em nghe 1m8 mấy á, thì em vui rồi. Em hơi vui. Vậy con cao 1m83 ạ? Wow, 1m83. Wow. Để em qua coi nhà gái coi. Em
em có lời em muốn nhắn nhủ đến khán giả xem trình, thì bạn muốn hẹn hò là một em sâu, thì đối với cá nhân em thì nó mang những quan rất là lớn, và đâu đó thì giúp cho mình là tìm kiếm được một mối quan hệ lâu dài. Như chị em nói á, sớm cũng được, muộn cũng được, đúng rồi là được. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau rồi. Dạ. Quyền bấm nút hay không là của các bạn. 1 2 3. Hay quá trời ơi, tôi nghe hai cái nút cạch cạch tôi mừng muốn rớt tim. Không rồi. Trời ơi, chúc mừng em đi rồi. Như vậy là con gái cũng đồng ý bấm nút rồi. Hơi hồi hộp một chút, giống như là kiểu sợ một cái khuyết điểm gì đó mà mình lại lên TV thì nó cũng không hay lắm. Thực ra mình đã gửi cái yêu cầu tới chương trình á, nhưng mà mình nghĩ là mình có quan niệm là vạn sự tùy duyên vậy thôi. Dù chương trình có giới thiệu cho mình người như thế nào, nếu mà mình hợp thì mình tới, còn không hợp thì mình có thêm một người bạn tốt. Dạ, là trước khi lên sân khấu mình rất là hồi hộp, mà có ăn qua lại trong tâm trạng rất lo lắng. Cái mong muốn của mình với bạn nữ là chỉ cần bạn nữ biết quan tâm chăm sóc gia đình, rồi là chia sẻ đồng cảm, thấu hiểu nhau trong cuộc sống, cùng nhau xây đắp mục tiêu trong tương lai. Quà tặng của mình là quyển sách. Mình rất là thích quyển sách này. Cái quyển sách có tựa đề là Bông Hoa Đời Thường á. Khi mà mình mỗi khi mình khó khăn á, thì mình đều đọc nó, mặc dù mình đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng mà mình vẫn thích đọc. Và mình nghĩ là một cái người mà muốn làm bạn với mình á, thì người trong cuộc sống người ta cũng có những lúc khó khăn, và hy vọng là người ta cũng có thể vượt qua được giống như mình. Dạ, con đang ở trường quay. Và bố mẹ có thấy vui không? Rồi nếu mà đồng ý thì mình sẽ cho bố mẹ gặp mặt. Bố mẹ có mong muốn gì về con dâu mà? Đâu, đã mong muốn gì cả. Em nói thật với anh báo cáo với anh là với chị Vân là em chưa có mối tình nào ạ. Chưa có luôn thường hả? Ôi, lý do sao không có mối tình nào? Tính em nó thoải mái quá, nhiều khi hồi xưa thì mình nghĩ bảo chưa vội lấy vợ ấy anh. Không nghĩ đến cái chuyện gọi là lập gia đình sớm ấy. Sau này khi có tí tuổi thì em lại lo đi học rồi là đi làm, cũng mải mê công việc, không có ra em để ý, em rất thích lắm nhưng em không dám ngỏ lời anh. Không có dám hả? Trời đất ơi, nhát dữ vậy. Trước khi đến đây thì em cũng muốn tìm một người bạn trai phù hợp. Nếu mà mình không tìm bạn trai thì mình cũng có thể có người bạn tốt. Và thực ra là sau cái chương trình em tìm được anh thì em cảm thấy rất là vui. Đầu tiên thì em thấy anh hơi nhút nhát, thật thà, hiền lành. Tại vì hôm nay em 30 tuổi thì em cũng tưởng tượng bạn trai em chắc không phải là cái người lớn tuổi. Khi mà gặp anh này ở ngoài thì em thấy nó cũng tương xứng với cái tưởng tượng của em tới 78 tuổi. Và tình bạn gái trên chương trình này em cảm thấy là rất vui ạ, em ấm áp. Bài hát thì em tự nghĩ ra em hát rồi, không có học trước rồi. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đem thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào bên tai thì thầm, nhưng gió ơi gió đừng hôn lên tóc em, gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng hôn lên tóc em. Quên rồi anh. Bố mẹ của mình quan niệm thì rất là hiện đại, cũng không cổ hủ như mấy người ngày xưa nữa. Coi dâu coi rẻ nên là quan niệm của mình luôn, quan niệm rất tiến bộ luôn. Thì hôm nay tới chương trình gặp được bạn thì mình cũng cố gắng tiến tới lập gia đình một cách nhanh nhất, tùy theo bạn gái mong muốn. Về gia đình em cũng là mong muốn em có gia đình, mẹ em cũng hối từ lâu rồi. Còn cái kế hoạch thì em cũng tiếp tục tìm người phù hợp, nếu mà hai người có thể thì rất là sẵn sàng. Nếu
nếu được em có thể cho anh cơ hội. Anh không phải run quá, anh cứ nói chuyện với em bình thường như bạn. Anh sẽ cố gắng chăm lo cho em, rồi là sẽ là bờ vai nương tựa của em suốt đời luôn. Những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống.